sao nơi này lại giống ở nhà chàng? Đúng vậy, khung cảnh này y hệt thư phòng của ta. Không biết gia đình của ta thế nào rồi, chắc là họ lo lắng lắm. Chàng nhớ nhà sao? Thư phòng của ta chỉ có cha ta hay vào thắp đèn, cho nên chàng muốn về nhà sao? Ta có về được không? Người và tiên giống như cá nước chim trời, duyên gặp gỡ cũng như là bèo trôi vậy thôi, không thể hứa có lần sau. Thiếp khó khăn lắm mới xin mẫu tiên mời chàng đến đây được. Chẳng lẽ chàng không muốn ở lại cùng thiếp lâu hơn một chút sao? Không phải, ta không có ý về luôn. Ta chỉ là muốn quay lại từ biệt phụ mẫu. Nhưng mà nếu nàng đã nói vậy thì... Nhưng chúng ta có thể báo mộng cho gia đình của chàng. Thật sao? Chàng hãy đi cùng thiếp. Giang Hương, Giang Hương. Từ Thất huynh, ta tìm huynh mãi. Cha mẹ và em gái vẫn khỏe chứ? Đương nhiên là khỏe rồi. Vũ Định rất lo lắng cho chúng ta. Đa tạ huynh, đa tạ huynh rất nhiều. Huynh đã lo lắng cho gia đình của ta. Huynh làm sao vậy? Sao huynh không về nhà? Ta đang chu du thiên hạ, sẽ có ngày về thăm mọi người. Xin làm phiền huynh thỉnh thoảng thăm hỏi cha mẹ của ta. Thôi thì làm trai chí tại bốn phương, nợ nước con đã trả xong, cứ đi cho thỏa chí tan bồng. Dù sao thì cha mẹ cũng luôn nhớ thương con và chờ con trở về.